Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá lúa gạo hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm 2024 trên kênh Thị trường Online. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá lúa gạo ở các địa phương trong nước. Tiếp theo là thông tin về nguyên nhân giá gạo xuất khẩu cũng như giá gạo trong nước đột ngột giảm mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa quý bà con và các bạn, giá lúa gạo hôm nay ngày 22 tháng 2, giá lúa gạo đồng loạt giảm mạnh từ 400 tới 900 đồng trên kg. Giá lúa gạo hôm nay ngày 22 tháng 2 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh với cả lúa và gạo. Theo đó, tại An Giang, cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, bình quân giá lúa tươi được các thương lái mua tại ruộng dao động quanh mốc 8.400 tới 9.000 đồng trên kg. Cụ thể, giá lúa IR504 ở mức 8.400 tới 8.600 đồng trên kg, giảm 400 đồng trên kg, lúa Đài Thơm 8 ở mức 8.600 tới 9.000 đồng trên kg, giảm 500 tới 700 đồng trên kg, lúa OM18 ở mức 8.600 tới 9.000 đồng trên kg, giảm 400 đồng trên kg, lúa OM5451 ở mức 8.400 tới 8.800 đồng trên kg, giảm 600 tới 900 đồng trên kg. Nàng hoa chín được thu mua ở mức 8.600 tới 9.000 đồng trên kg, giảm 600 tới 800 tới 800 đồng trên kg. Lúa OM380 duy trì ổn định ở mức giá 8.600 tới 8.800 đồng trên kg. Đặc biệt lúa làng nhen, khô hôm nay có mức giá là 15.000 đồng trên kg, giảm mạnh 2.000 tới 3.000 đồng trên kg. Ghi nhận tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giao dịch lúa mới chậm. Nhiều thương lái chào giá lúa sát ngày cắt giảm mạnh. Với lúa xa ngày cắt, nông dân chào giá dao động từ 8.000 đồng tới 8.800 đồng trên kg, tùy loại. Trong khi đó, nhiều thương lái ngưng mua, quan sát nghe ngóng thị trường. Trên thị trường gạo, hôm nay giá gạo các loại tiếp tục đà giảm so với hôm qua. Tại An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp gạo về nhiều, song các kho chỉ mua cầm chừng, giao dịch chậm, giá giảm. Giá giảm mạnh khiến nhiều kho ngưng xay lúa, đợi quan sát thị trường. Cụ thể, tại các kho gạo chợ tại An Cư, Cái Bè, Tiền Giang, giá gạo nguyên liệu OM18 ở mức 12.300 tới 12.400 đồng trên kg, giảm 500 tới 600 đồng trên kg. Gạo Đài Thơm 8 ở mức 12.600 tới 12.700 đồng trên kg, giảm 300 đồng trên kg. Gạo nguyên liệu OM5451 dao động quanh mức 11.800 tới 11.900 đồng trên kg, giảm 300 đồng trên kg. OM380 có mức giá là 11.550 tới 11.650 đồng trên kg, giảm 350 đồng trên kg. Gạo nguyên liệu Nhật giảm 400 đồng trên kg, xuống còn 12.600 tới 12.700 đồng trên kg. Gạo nguyên liệu S21 ở mức 13.900 tới 14.000 đồng trên kg, giảm 200 đồng trên kg. Gạo nguyên liệu S24 ở mức 14.400 tới 14.600 đồng trên kg, giảm 200 đồng trên kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam quay đầu giảm mạnh từ 8 tới 25 USD trên tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, hiện giá gạo 25% tấm ở mức 608 USD trên tấn, giảm 8 USD trên tấn. Gạo 5% tấm ở mức 620 USD trên tấn, giảm 10 USD trên tấn. Gạo 100% tấm ở mức 508 USD trên tấn, giảm 25 USD trên tấn. Thưa quý bà con và các bạn, về nguyên nhân giá gạo xuất khẩu của ta đột ngột giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp cho biết hiện đang vào vụ mùa chính của năm 2024. Nên lượng cung dồi dào, dẫn tới việc các nhà nhập khẩu tìm cách trì hoãn đặt hàng, với mong muốn giá có thể giảm sâu hơn nữa. Không chỉ Việt Nam mà nguồn cung lúa gạo của các nước xuất khẩu khác cũng tăng lên. Các giao dịch chào bán thời điểm này của doanh nghiệp có phần thận trọng hơn, bởi giá gạo xuất khẩu đang có xu hướng giảm. Giá xuống đột ngột quá nên khách hàng có xu thế chờ giá giảm thêm hoặc chờ thị trường ổn định mới hỏi mua. Ông Nguyễn Quang Hòa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dương Vũ, Long An chia sẻ với báo chí. Tuy nhiên, theo phân tích của các doanh nghiệp, xu thế giảm của giá gạo sẽ không kéo dài, bởi những doanh nghiệp có đủ điều kiện tài chính sẽ nhập hàng, sau đó sẽ bán ra khi hết mùa thu hoạch. Hiện nhu cầu lương thực của các nước vẫn rất cao, nhưng nguồn cung lại hạn chế, vì thời tiết năm nay bất lợi trên cầu, đặc biệt là dịch bệnh muỗi hoành hành với dày trắng ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất mùa vụ. Vì thế giá lúa gạo sẽ khó giảm sâu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin về giá lúa gạo hôm nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.